Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2022. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở bên ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Tình hình các chuyến bay buổi trưa hôm nay như thế nào, Nick tiếp tục quay và review cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem luôn nha. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng Nick qua bên ga quốc tế, chỗ sảnh đón đằng kia. Chúng ta cùng review buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ 29 phút và trên bảng điện tử thể hiện các chuyến bay đến buổi sáng ngày hôm nay. Nick thấy có chuyến bay đến từ Bangkok của hãng hàng không Vietjet đã hạ cánh lúc 10 giờ 15. Chuyến bay đến từ Kuala Lumpur của hãng hàng không Air Asia đã hạ cánh lúc 10 giờ 05. Chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hãng hàng không Vietjet đã hạ cánh lúc 10 giờ 15. Chuyến bay đến từ Hồng Kông của hãng hàng không Cathay Pacific liên danh với lại hàng không Việt Nam đã hạ cánh lúc 10 giờ thay vì 10 giờ 15 phút. Chuyến bay đến từ Singapore của hãng hàng không Singapore đã hạ cánh lúc 10 giờ 50 thay vì hạ cánh lúc 11 giờ. Chuyến bay đến từ Seoul, Hàn Quốc của hãng hàng không Asiana đã hạ cánh lúc 10 giờ 33 thay vì 11 giờ. Chuyến bay đến từ Pasir của Lào đã hạ cánh từ lúc 11 giờ 20. Chuyến bay đến từ Đài Bắc, Đài Loan của hàng không Eva đã hạ cánh lúc 11 giờ 25 thay vì 11 giờ 35. Và chuyến bay đến từ Yangon, Myanmar đã hạ cánh lúc 11 giờ 22 thay vì 11 giờ 40. Và tiếp theo sau đó là nhiều chuyến bay khác đến từ Siem Reap của Campuchia, Sihanouk Viên Campuchia, Phnom Penh Campuchia và các chuyến bay khác đến từ Seoul, Hàn Quốc và nhiều chuyến bay nữa đến buổi trưa và chiều tối ngày hôm nay. Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, gần đây thì có rất là đông bà con Việt kiều về Việt Nam thăm quê hương, về Việt Nam chơi, đặc biệt là sau những tháng năm dịch bệnh không về được thì nay đã đi được tương đối thoải mái rồi. Ngày càng có nhiều người về và đương nhiên là những vấn đề về thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay cũng như các thủ tục giấy tờ liên quan mọi người cũng rất là quan tâm. Gần đây thì Nick có nhận được một số câu hỏi liên quan đến vấn đề về visa Việt Nam. Thì trong video clip ngày hôm nay Nick sẽ giải thích một số thông tin lại để cô chú anh chị mình nắm được rõ hơn. Về visa Việt Nam hiện tại thì chúng ta sẽ phân làm 3 loại. Thứ nhất đó là miễn visa vào Việt Nam. Hiện tại thì có một số nước đã được miễn thị thực song phương từ phía Việt Nam, là chúng ta mang hộ chiếu những nước đó vào thì chúng ta sẽ không cần phải xin visa. Ở thời điểm hiện tại của năm 2022, Việt Nam đang miễn visa cho công dân 25 quốc gia, trong đó miễn thị thực song phương cho công dân 12 quốc gia và miễn thị thực đơn phương cho công dân 13 quốc gia, trong đó có 11 quốc gia thuộc châu Âu. Những quốc gia được miễn visa đó là những quốc gia nào? Mời cô chú anh chị mình cùng lắng nghe số các quốc gia được miễn visa ở đây và thời hạn lưu trú nhé. Đầu tiên là Chile được miễn thị thực visa vào Việt Nam lưu trú 90 ngày, Panama được 90 ngày, Campuchia được 30 ngày, Indonesia được 30 ngày, Kyrgyzstan được 30 ngày, Lào 30 ngày, Malaysia 30 ngày, Singapore 30 ngày, Thái Lan 30 ngày, Philippines 21 ngày, Brunei 14 ngày, Myanmar 14 ngày, Belarus 15 ngày, Hàn Quốc 15 ngày, Nhật Bản 15 ngày, Đức, Đan Mạch, Na Uy, Nga, Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ý, Anh là những nước được miễn thị thực visa và thời hạn lưu trú không quá 15 ngày. Như vậy là tổng cộng 25 quốc gia đã được miễn thị thực visa vào Việt Nam. Và gần đây thì cũng có những người mong muốn là thời hạn lưu trú tại Việt Nam cho những nước được miễn visa đó là tăng lên 1 tháng hoặc có thể lâu hơn nữa. Tuy nhiên thì đây chỉ mới là những cái đề xuất thôi. Tới tận hiện tại thì Nick xin xác nhận lại là vẫn chưa có luật mới ra để cho là thời hạn lưu trú của những quốc gia được miễn visa này được lâu hơn. Do đó những cô chú anh chị mà ở Ý nè, ở Anh nè, rồi Pháp nè, rồi Na Uy, Đan Mạch, Đức, rồi Phần Lan, Thụy Điển vân vân, thì hiện tại mong muốn về Việt Nam là được ở 1 tháng để về thăm quê hương á, vẫn chưa có nhé. Chúng ta vẫn phải xin visa nếu chúng ta muốn ở lâu dài hơn 15 ngày theo quy định. Trường hợp mà hết 15 ngày theo thời hạn lưu trú được cho phép thì muốn lưu trú, muốn ở lại thêm, chỉ có cách là chúng ta phải xuất cảnh ra khỏi Việt Nam, có thể đi sang Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia vân vân, rồi sau đó trở về và chúng ta nhập cảnh, thì lần nhập cảnh tiếp theo vẫn được miễn thị thực visa 15 ngày. Vấn đề thứ hai đó là visa Việt Nam. Một số cô chú anh chị Việt kiều chúng ta không có điều kiện để làm visa miễn thị thực 5 năm về Việt Nam, thì chúng ta làm visa ngắn hạn để về. Ở đây thì có một visa hiện tại đã mở cũng tương đối khá là dễ. Cô chú anh chị có thể làm trực tiếp online, còn gọi là visa điện tử hay e-visa. Chúng ta làm visa này thì thời hạn được lưu trú là 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Và ngay cả bạn bè là người nước ngoài muốn đi cùng về Việt Nam, chúng ta cũng có thể tự làm online, có thể ngồi tại nhà lên mạng và chúng ta nộp trực tiếp trên mạng để xin visa này. Chi phí visa này là khoảng 25 đô Mỹ, cộng có thể cộng thêm tí phí về trạc phí. Ở Mỹ thì thường có cộng thêm thuế, ngoài ra thì trạc phí qua thẻ tín dụng thì có thể là thêm một tí xíu nữa. Và thời hạn để xin visa này cũng tương đối khá là nhanh, có thể 3 ngày làm việc là có được visa. Như vậy thì những ai mà chúng ta không làm visa 5 năm Việt Nam được thì có thể làm loại visa này. Chỉ có một cái hạn chế, đó là loại visa này chỉ cho phép lưu trú của tại Việt Nam được 30 ngày thôi và không được gia hạn thêm. Như vậy muốn để được ở lâu hơn thì chỉ còn cách là trước khi visa này hết hạn, chúng ta lại tiếp tục là xin một visa online khác sẽ được 30 ngày tiếp theo, nhưng chúng ta phải xuất cảnh rồi sau đó trở về nhập cảnh Việt Nam, dùng cái e-visa mới để nhập cảnh và được tiếp tục lưu trú 30 ngày. Vấn đề thứ ba đó là visa Việt Nam 5 năm. Hiện tại thì có rất là nhiều cô chú anh chị mình đã xin được visa 5 năm, thủ tục cũng khá là dễ dàng. Những ai mà chúng ta ở xa không trực tiếp lên lãnh sự quán, đại sứ quán Việt Nam để xin cái visa 5 năm này thì có thể tìm đến các đơn vị du lịch hoặc là các phòng vé tại khu vực thành phố mình sinh sống để làm dịch vụ. Ở Mỹ thì Nick thấy là hầu hết các đại lý vé máy bay hoặc các công ty du lịch có liên quan tới Việt Nam thường nhận làm dịch vụ này, và chi phí thì Nick thấy là khoảng tầm 70 đến 80 cho một cái visa 5 năm. Visa 5 năm này thì rất là thuận lợi cho cô chú anh chị nào mà chúng ta thường về thăm Việt Nam nè, đồng thời là thích lưu trú ở Việt Nam lâu dài. Và visa này mỗi lần mà chúng ta nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được ở lên tới 180 ngày, có nghĩa là khoảng 6 tháng. Và số lần thì không giới hạn, có nghĩa là trong 5 năm này được cho phép nhập cảnh Việt Nam nhiều lần. Có một câu hỏi rằng là thế thì cái loại visa 5 năm này là được lưu trú 6 tháng, thế thì có gia hạn được lưu trú sau khi mà 6 tháng đã hết thì tiếp tục gia hạn được hay không? Xin thưa thì đối với loại visa miễn thị thực 5 năm này chúng ta gia hạn trực tiếp được. Gia hạn ở đâu thì tùy nơi mà cô chú anh chị mình sinh sống thuộc tỉnh nào thì chúng ta liên hệ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tại thành phố trung ương hoặc là tỉnh thành đó để chúng ta làm thủ tục gia hạn trước khi mà thời hạn lưu trú của lần nhập cảnh trước sắp hết. Tại Sài Gòn thì đơn giản thôi, chúng ta có thể liên lạc tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh số 333 đường Nguyễn Trãi thuộc quận Nhất, hoặc là tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh số 196 đường Nguyễn Thị Minh Khai quận Nhất. Và có câu hỏi tiếp theo rằng là visa 5 năm này hết hạn, gia hạn trực tiếp lần thứ 2, thế thì lần thứ 3, thứ 4 có gia hạn tiếp được hay không? Xin thưa, đối với loại visa 5 năm này gia hạn lần thứ 2 là chúng ta có thể xin được, và như vậy đã có thể là tròn 1 năm rồi. Lần thứ 3 chúng ta vẫn có thể xin gia hạn trực tiếp tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh được. Tuy nhiên trường hợp mà ở lâu dài như thế này thường được khuyến khích là chúng ta xin tờ giấy tạm trú, sau đó làm giấy thường trú, có nghĩa là nhập lại quốc tịch Việt Nam để chúng ta được lưu trú thoải mái hơn mà không cần phải xin gia hạn visa, cũng như là không cần phải xin visa 5 năm khi visa 5 năm hết hạn. Để đăng ký thường trú thì các cô chú anh chị mình phải đáp ứng hai điều kiện như sau. Thứ nhất là phải có giấy tờ chứng minh được đã từng có quốc tịch Việt Nam hoặc còn giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thứ hai đó là có chỗ ở hợp pháp tại Việt Nam, gồm nhà thuộc sở hữu của bản thân hoặc là nhà do thuê, do mượn hoặc là ở nhờ nhà người khác hoặc là do người thân bảo lãnh. Nếu đã xác định là về Việt Nam sống lâu dài hoặc có thể là ở hết quãng đời còn lại của đời người của mình thì cô chú anh chị nên là chuẩn bị hồ sơ, và nếu chúng ta không rành thì có thể tìm đến các văn phòng luật sư tại Sài Gòn hoặc các tỉnh thành nhờ tư vấn và chúng ta trả phí để làm thủ tục, có thể là xin lại quốc tịch Việt Nam và xin thường trú, và khi đó thì chúng ta có đầy đủ giấy tờ rồi thì sẽ ở thoải mái tại Việt Nam mà không cần lo lắng vấn đề là gia hạn visa hay là xin lại visa Việt Nam nữa. Lúc trước thì có một số cô chú anh chị đã chia sẻ là đã nhập tịch và định cư ở nước ngoài khá là lâu, tuy nhiên sau đó gần đây là làm lại hộ chiếu Việt Nam được, và khi làm lại hộ chiếu Việt Nam được thì kể như là có quốc tịch Việt Nam trở lại, và về Việt Nam thì chỉ cần dùng hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh Việt Nam và ở Việt Nam thoải mái, không lo về vấn đề thời hạn visa cũng như là không cần phải xin visa, rồi muốn lưu trú ở Việt Nam bao lâu cũng được. Thì với những trường hợp này Nick cũng không rõ là như thế nào, nhưng nếu mà cô chú anh chị có nhà ý có thể là chia sẻ lại thông tin giúp cho cộng đồng những ai quan tâm về vấn đề này có thể biết thêm được bằng cách nào, kinh nghiệm mà xin lại hộ chiếu Việt Nam, lưu trú được cho thoải mái khi về Việt Nam. Hoặc là nếu ngại thì cô chú anh chị có thể chia sẻ những thông tin này qua email riêng của Nick là nickquyenkivor gmail.com, và qua đó thì Nick sẽ lấy những thông tin đó chia sẻ lại cho các cô chú anh chị khác chúng ta cùng tìm hiểu, và mong rằng là sẽ nhận được những thông tin quý báu như vậy, chia sẻ cho cộng đồng cùng biết đến với nhau nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Trong buổi trưa ngày hôm nay, quan sát sân bay thì Nick thấy là có khá là nhiều khách Tây đến du lịch Việt Nam, đặc biệt là khách đi theo đoàn, mỗi đoàn vài chục khách. Và Nick thấy là nói tiếng Pháp nè, tiếng Đức nè, có những đoàn khách là đến từ Pháp, có những đoàn khách là đến từ Đức, có hướng dẫn viên Việt Nam mình đón, và đoàn nào cũng khá là đông nha. Như vậy là khách châu Âu đã dần trở lại thị trường Việt Nam, đặc biệt là những tháng cuối năm, chuẩn bị cho kỳ nghỉ mà Noel, Giáng sinh, Tết Tây sắp tới, chắc là khách Tây lại càng đông hơn đây. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, cập nhật lại thông tin tỷ giá đồng đô la Mỹ đổi sang tiền Việt. Hiện tại thì mấy ngày qua trên thế giới đồng đô la Mỹ có dấu hiệu là giảm. Tuy nhiên tại Việt Nam thì mặc dù có giảm tí xíu nhưng mà 1 đô la Mỹ vẫn đổi trên 25.000 đồng tiền Việt Nam. Như vậy thì đồng đô la Mỹ một khi đã tăng lên rồi và có giảm cỡ nào thì sẽ không giảm nhiều so với những ngoại tệ khác. Trước đây đồng đô la Úc thì tăng lên rất là mạnh nhưng sau đó giảm thì cực kỳ giảm. Nhưng riêng đồng đô la Mỹ trong nhiều năm qua thì Nick thấy là tăng rất chậm, nhưng mà khi đã tăng thì có giảm cũng không bao nhiêu. Như vậy thì cô chú anh chị Việt kiều Mỹ nè, chúng ta về cầm đô la Mỹ xài tương đối là khá thoải mái so với nhiều tháng trước thì rất là có lợi nha. Và có lẽ hiện tại cũng như là trong dịp cuối năm này đồng đô la Mỹ vẫn đứng ở mức cao. Do đó thì cầm đô la Mỹ về đổi là chi tiêu xài tương đối là khá thoải mái. Và có một điều lưu ý luôn, gần đây thì có một số cô chú anh chị mình về đó mang tiền mà đô la Mỹ đổi ra tiền Việt thì trong video clip trước Nick cũng có nhắc nhở rồi là chúng ta lưu ý cầm tiền mới đẹp, đặc biệt là tờ 100 đô thì chúng ta đổi được giá trị cao nhất. Và cũng có người nhắc Nick và lưu ý thì trong hôm nay Nick cũng lưu ý cô chú anh chị là chúng ta tốt nhất là mang tờ 100 đô la Mỹ, và tờ đô la Mỹ là tờ đô la mới sản xuất trong vài năm gần đây thôi. Đừng mang những tờ đô la Mỹ mà đã sản xuất từ nhiều năm về trước, cái loại giấy cũ á, thì cái đó sẽ bị mất giá nè. Và có người thì cầm tờ 50 đô la Mỹ về đổi xài thì cũng cho Nick biết là cái tờ đó thì cũng bị là mất giá trị hơn so với đồng tờ 100. Do vậy thì khuyên là chúng ta nên mang tiền đô la Mỹ tờ mới loại 100 đồng là có giá trị cao nhất. Còn những đồng nhỏ hơn như là 50 đô, 20 đô, 10 đô thì là đổi ra tiền Việt sẽ bị mất giá. Và thực tế là như vậy, những đồng tiền mệnh giá thấp sẽ đổi ra không có giá trị cao bằng tờ 100 đô. Và cũng xin nhắc lại là những tờ tiền bị dính dấu mực, bị vết dơ hay là bị cong, bị nhàu nát tí là về Việt Nam cũng sẽ bị ép giá, mất giá đi. Cho nên là chúng ta tóm lại cầm tờ 100 đô tiền mới và giữ nó sạch đẹp về Việt Nam đổi là có giá trị cao nhất nhé. Quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, có nhiều cô chú anh chị chuẩn bị về thăm quê hương Việt Nam, hoặc là một số anh chị khác có người nhà chuẩn bị về Việt Nam chơi, có nhắn nhủ Nick là cho Nick biết thông tin là ngày giờ chuyến bay đáp để hy vọng là có duyên thì Nick sẽ ra quay những ngày đó. Và mọi người có thể lên video clip, có thể xem lại những cái khoảnh khắc mà được người thân chào đón, hay là người nước ngoài về được mình chào đón, thấy được những khoảnh khắc ấm áp hạnh phúc đó trong video clip của Nick. Thì Nick cũng cố gắng là sẽ sắp xếp thời gian nếu được, nếu Nick không có quá bận việc riêng của mình để lên quay những ngày đó. Tuy nhiên thì Nick cũng mong rằng cô chú anh chị mình thông cảm, và Nick cũng đi làm, cũng có những cái khoảnh khắc là những thời điểm là không có rảnh thì rất là tiếc là không có quay được nha. Còn nếu mà không có bị bận việc mà Nick sẵn sàng, Nick sẽ lên để quay những ngày mà cô chú anh chị về hoặc là người thân của mình về Việt Nam, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất này. Tuy nhiên một lưu ý nho nhỏ đó là cô chú anh chị mình cũng có thể cố gắng là cho Nick biết chính xác chuyến bay, giờ bay, ngày bay và cái thời gian của chuyến bay đáp này, rồi đồng thời là gửi một số hình ảnh mà người thân của mình về hoặc là chính bản thân của mình nếu mà mình về, để Nick nhận diện được dễ hơn. Và khi đó Nick sẽ tập trung để quay những khoảnh khắc của chính bản thân cô chú anh chị mình được nhiều giây phút hơn nha. Cảm ơn rất là nhiều. Có thể gửi qua email, địa chỉ email của Nick nickquyenkivor@gmail.com mà Nick có để trong phần giới thiệu kênh nhé. Và nếu được thì mô tả chi tiết rõ hơn, ví dụ ngày đó dự kiến về là mình sẽ mặc đồ gì, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, hay là có dấu hiệu nhận dạng đặc biệt nào đó, là vali màu gì, có mấy là vali, chẳng hạn, hay là đi mấy người, đi nhóm gia đình, nam nữ như thế nào, có trẻ em hay không. Càng chi tiết càng rõ để khi đó Nick sẽ nhìn ra được dễ hơn và quay nó được đầy đủ hơn nha. Còn nếu như mà mọi người không nói rõ chi tiết thì Nick sẽ quay chung chung, Nick cũng không biết ai là ai. Nhiều khi là Nick có thể bị để sót, bị lọt giây phút mà cô chú anh chị mình ra khỏi phi trường. Rồi bây giờ ít phút còn lại của video clip ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục quan sát ở ga đến quốc tế buổi trưa ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại sảnh đón ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Một số cô chú anh chị mình quan tâm là khi về sân bay Tân Sơn Nhất có vài tiếng để làm thủ tục chuyển tiếp chuyến bay nội địa và có thể đi ra ngoài làm việc riêng, gặp bạn bè, người thân hoặc là có việc gì đó. Sau đó mới trở lại sân bay Tân Sơn Nhất qua ga quốc nội làm thủ tục để bay chặn bay nội địa. Nhưng mà do hành lý cồng kềnh, có thùng nè, có hành lý vali nặng và chúng ta cần tìm chỗ để gửi thì câu hỏi rằng là bên ga quốc nội có chỗ gửi hay không, xin thưa là bên ga quốc nội thì không, nhưng bên ga quốc tế thì có, và đây chỉ là chỗ duy nhất mà cô chú anh chị có thể gửi được bên ga quốc tế mà thôi. Thì ngay chỗ này là cây cột số 13, khi ra khỏi sân bay quốc tế thì cô chú anh chị mình quẹo phải đến cây cột số 13, chúng ta nhìn thấy cái bảng là chỉ dẫn vào khu vực mà có cái phòng gửi đồ. Thì tại đây chúng ta đi vào cái cửa này, lối này, và ngay sau cửa thôi là cô chú anh chị nhìn lên sẽ thấy có cái bảng để phòng giữ đồ locker room. Ở đây sẽ có dịch vụ là giữ đồ theo tiếng hoặc là theo giờ hay là theo ngày, tùy theo nhu cầu mà chúng ta muốn giữ bao lâu chúng ta có thể chọn lựa. Giá cả dịch vụ ở đây đầy đủ rõ ràng cho cô chú anh chị nhé. Và video clip của ngày hôm nay thì đến đây kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp sau. Chào tạm biệt tất cả mọi người, bye bye.